tỉnh thức ấy là một nghệ thuật sống. Khi mà mình tỉnh thức thì mình nhận biết mọi thứ nó xảy ra một cách rõ ràng, minh bạch như nó là. Hello, hello, hello. Welcome, chào đón tất cả chúng ta đến với chương trình Coaching Cafe. Tôi là Trần Thiên Công, nhà sáng lập VCI Việt Nam Coaching Institute, Học viện Coach Việt Nam. Coaching Cafe là gì? Coaching Cafe là một talk show, là một chương trình chia sẻ những câu chuyện người thật, việc thật mà ứng dụng coaching thành công vào trong cuộc sống cũng như trong công việc kinh doanh của những anh chị là doanh nhân, những anh chị diễn giả và những anh chị là coach. Và mục đích lớn nhất của Coaching Cafe có 3 cái mục đích. Thứ nhất, đó là phổ cập đúng coaching đến với mọi người. Và thứ hai là truyền cảm hứng cho mọi người để mà mọi người thay đổi cuộc sống thông qua những câu chuyện thật. Và thứ ba là làm thế nào để khuyến khích những cái tổ chức mình đưa coaching hay khai vấn vào trong nội bộ của tổ chức của mình. Thì đấy là 3 cái mục đích lớn nhất của Coaching Cafe. Và hôm nay Công rất là hào hứng đó, khi gặp lại một người anh, một người đã nghiên cứu, bắt đầu hành trình coaching từ rất là sớm rồi. Và anh là một cái người làm chuyên làm cho những công ty lớn, những cái Big Four, từ EY, rồi Samsung, Century, PepsiCo, và anh đã làm ở nhiều cái vị trí khác nhau. Và hiện tại anh cũng đã làm giám đốc tư vấn thuế cho một Big Four. Và chúng ta có thể tò mò một chút, đâu đó chúng ta có thể đoán là trong cái cộng đồng coach của VCI, đó là anh Thọ. Rất là vui khi có anh Thọ nhận lời cùng với em trong cái buổi cà phê này để chúng ta chia sẻ về một đề tài bí mật. Đề tài nó là gì thì tí nữa anh em mình sẽ biết nhé. Cảm ơn Công và cảm ơn đội ngũ, cũng như là cảm ơn mọi người đã xem cái chương trình Cà phê Coaching của VCI. Thì một chút giới thiệu, mình tên là Thọ, Phạm Thọ, bông vàng Thọ đó. Hiện tại thì Thọ đang công việc chính của Thọ là làm giám đốc tư vấn thuế pháp lý của một Big Four. Chủ yếu là mình tư vấn cho khách hàng khi mà họ có vốn đầu tư nước ngoài á, họ vào Việt Nam, họ muốn mở công ty, thành lập công ty, rồi tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp đầu tư, pháp luật về thuế. Thì mình hỗ trợ họ cái những phần đấy, thì đó là công việc chính. Còn công việc phụ ngoài ra thì Thọ còn đi dạy, dạy cái môn có cái tên là Search Inside Yourself, đi tìm bên trong bạn, tìm để ra cái gì. Thì mình học cái chương trình đó mình sẽ biết. Hôm nay đến với cái câu chuyện cà phê này thì nó khác, là nó sẽ có cái cấu trúc, nó sẽ có 3 phần, tức là anh được lựa chọn cái ly cà phê, loại mà cà phê mà mình muốn, đúng không? Nó thể hiện cho cái hồn của coaching là cho coachee, tức là cái sự lựa chọn cho cuộc đời của họ. Đã được pha chế, đúng không? Pha chế tức là theo cái cách mà mình muốn, và chúng ta cùng chọn lựa cái cách mà mình thưởng thức với nhau. Mình đi vào ngay cái bước đầu tiên nhỉ? Ở đây nó có 5 ly cà phê trong cái menu này. Nó tượng trưng với 5 đề tài mà em có thể cùng với anh trao đổi. Em chưa biết đề tài đó là gì, đúng không? Anh sẽ chọn lựa đi. Anh lựa cà phê đen. Ok, em cũng uống cà phê đen mỗi ngày, đen đá mỗi ngày. Đây là đề tài lãnh đạo tỉnh thức. Đây là một cái đề tài mà cực kỳ là thú vị, và nó đâu đó khoảng cách đây 5 năm em bắt đầu đấy. Nghe từ là mindful. Mọi người hay nghĩ là tỉnh thức, tức hay là giống như kiểu thiền hay là tu hay gì nữa, nó mang tính gọi là tôn giáo hay là gì không, thì ở hay là nó mang một cái triết lý về mặt khoa học, vì anh là cái người nghiên cứu sâu và anh lại dạy về Search Inside Yourself, cũng thì ở góc nhìn của một cái chuyên gia thì góc nhìn khoa học của nó thì như thế nào anh nghĩ là tỉnh thức ấy là một nghệ thuật sống. Thí dụ như mình nói về lãnh đạo tỉnh thức thì tỉnh thức nó là một cái trạng từ, nó là cái cách mà mình lãnh đạo như thế nào. Thì bây giờ nếu mà mình mở rộng ra thì tỉnh thức, câu hỏi là tỉnh thức là cái gì ấy, thì nó là một nghệ thuật sống. Khi mà mình tỉnh thức thì mình nhận biết mọi thứ nó xảy ra một cách rõ ràng, minh bạch như nó là.
Thí dụ như anh đến một cái buổi họp, cái người hẹn họp với anh họ cho anh chờ. Nếu mà anh là tỉnh thức á, thì anh sẽ đơn giản là nhận biết ok, mình đang chờ. Và nếu giả sử nha, trong tâm trí của anh á, có gán vô một cái ý nghĩ là cái người này không có tôn trọng tôi nè, vì cho tôi chờ nè, cái người này ABCD gì đó nè, thì anh nhận biết cái đó và anh biết là ok, đó là cái ý nghĩ mà mình dán vô thôi, chứ không phải sự thật. Thì bằng cái việc mình hiểu được cái điều gì nó đang diễn ra ở bên trong tâm trí của mình, một cái quan trọng nữa là mình hiểu gì diễn ra ở trong cơ thể của mình. Thí dụ như mình thấy mình hồi hộp, tim mình đập mạnh, thình thịch, thì mình nhận biết à, mình đang có một cái cảm giác ở trên cơ thể là tim mình đập mạnh. Hay là thí dụ như ngay hiện tại đi, anh ngồi và anh thấy rằng là ok, trán anh nó chảy mồ hôi, thì anh nhận biết là trán anh chảy mồ hôi. Yep. Thì cái việc đó là mình đang nhận biết một cách rất là rõ ràng cái điều đang diễn ra ở trên cơ thể. Yeah. Hồi nãy mình nói về trong tâm trí rồi ha, ý thức và đặc biệt là môi trường xung quanh. Mình nhận biết những gì đang diễn ra ở trong cái môi trường xung quanh của mình. Thí dụ như anh ngồi đây nói chuyện với Công, thì anh vẫn nhận thấy rằng là ok, có ánh sáng của đèn flash chiếu vô, có các bạn trong crew member. Thêm một cái nữa quan trọng nữa đó là tâm thế mình cần có, đó là tử tế và hiếu kỳ. Yeah. Tử tế có nghĩa là gì? Là mình mong muốn, thí dụ như cái chuyện nó xảy ra ở trong tâm trí của mình, cảm giác khó chịu trên cơ thể, hoặc là một cái ý nghĩ tiêu cực nào đó trong tâm trí của mình, hoặc là một cái điều gì đó xảy ra trong môi trường mà mình thấy là mình không có ưng cái bụng. Yeah. Thì mình cần tử tế là gì? Ok, mình nhận biết và mình ok, mình mong cho mình được tốt đẹp. Yeah. Cái hành vi, cái gọi là cái thái độ tử tế nghĩa là gì? Nghĩa là mình mong cho những cái đối tượng liên quan cái điều tốt đẹp nhất. Yeah. Và hiếu kỳ. Hiếu kỳ nghĩa là gì? Anh nghĩ cái này nó rất là quan trọng trong coaching nè. Thí dụ như mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đúng không ạ? Mình thấy cái cách nó diễn ra như vậy. Hiếu kỳ là mình đặt câu hỏi là ok, có thật sự như vậy hay không? Hay là nó là cái mà mình nghĩ thôi. Còn cái thực tế nó khác. Yeah. Thì anh nghĩ là cái hành trình thực hành tỉnh thức của anh với cái hành trình coaching á, nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Đúng rồi, hand in hand. Nếu mà mình coach, mình diễn dịch sai cái lời nói, cái cử chỉ, cái hành động của coachy của mình, xong tại vì mình nhìn thấy cái lời nói, hành động, cử chỉ của coachy, đúng không, thì mình sẽ đưa vô bộ xử lý của mình để mình diễn dịch nó ra. Yeah. Và nếu mình không tỉnh thức, ok, thì mình không biết là mình đang diễn dịch cái gì, mình đã gán cái ý nghĩa gì vào trong cái thực tế nó yeah. đang diễn ra đó. Thì anh nghĩ là cái đó là một cái giới thiệu một chút về tỉnh thức là gì. Yeah. Anh có thể tóm lại một cái định nghĩa ha, của tỉnh thức mà anh từ trước tới giờ anh thực hành nó, anh chia sẻ nó và anh thấy nó vẫn đúng, rất là đúng từ trước tới giờ. Thì cái hoạt động tỉnh thức đi ha, thực hành tỉnh thức, hoạt động tỉnh thức là cái việc mà mình nhận biết một cách rõ ràng những gì đang diễn ra ở trong tâm trí, yep. ở trên cơ thể, môi trường xung quanh mình ngay yep. trong cái giây phút hiện tại. Cái quan trọng, cực kỳ quan trọng là trong giây phút hiện tại, với hai cái tâm thế là tử tế và hiếu kỳ. Cảm ơn cái định nghĩa chia sẻ của anh Thọ. Em vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà 5 năm trước khi anh Thọ với chị Yến, founder của Mindful Living Institute, chia sẻ trong cộng đồng, thì ok, em nghe vậy, em biết vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó có chiều sâu rất nhiều. Để em thực hành xong, em thực hành tỉnh thức rồi, em thì không gọi là thực hành tỉnh thức, gọi là lắng động hay coaching gì đấy, nhưng mà nó rất là giao thoa giữa thực hành tỉnh thức với coaching. Thế thì cái em tò mò hơn là cái hành trình nào nó đưa đẩy anh để anh tìm kiếm cái sự gọi là mindful, đúng không? Đặc biệt em nghĩ là trong cái công việc của anh, số má tiền bạc thì nó rất là dễ dẫn đến stressful. Thì cái cơ duyên nào nó đến với anh, đưa anh đến với cái hành trình này, rồi anh thực hành, rồi anh lại trở thành cái người giảng viên, anh học cao cấp lên. Dạ. Yeah. Cảm ơn câu hỏi của Công. Thì cái cơ duyên mà đưa anh tới cái hành trình thực hành tỉnh thức á, nó là bởi vì trong cái cuộc sống cá nhân và trong công việc á, nó có những cái trắc trở nhất định. Trong cuộc sống cá nhân của mình thì mình thấy rằng là ủa, tại sao trong những cái mối quan hệ mình luôn luôn có một cái ý định rất là tốt, mình làm những cái điều cho cái đối phương
theo một cái ý định rất là tốt của mình, và rốt cuộc cái kết quả nhận được là họ không cảm nhận được cái điều đó, và họ còn cảm nhận ngược lại với cái ý định của cái ý tốt của mình nữa, thì cái điều đó làm cho anh cảm thấy bị tổn thương trong quá khứ. Và sau đó thì với cái đó thì anh nhìn xung quanh thì anh thấy là ủa, tại sao có những người họ vẫn trải qua những cái kiểu mối quan hệ như thế, và họ hiểu được một cái cách, họ làm được một cái cách gì đó mà họ rất là hạnh phúc, họ không có nhiều trắc trở như mình. Vậy thì cái gì vậy? Cái gì là cái yếu tố mình thiếu? Thế là anh đi tìm. Đi tìm thì anh tìm thì anh gặp. Đó là cuộc sống cá nhân. Còn trong cuộc sống công việc á, thì đặc biệt là liên quan đến những cái trải nghiệm khi mình là người làm quản lý hoặc là lãnh đạo chẳng hạn. Đặc biệt là làm quản lý đi. Thì có những cái chuyện gọi là cũng với một cái ý định rất tốt của mình. Mình thực hiện cái chuyện đó với mong muốn là giúp cho những cái bạn nhân viên, bạn học được những cái điều bạn cần học. Và vì mình không biết cách, cho nên cái mình làm nó bị diễn dịch thành một cái điều mà nó trái ngược hoàn toàn với ý định tốt của mình. Và điều đó tiếp tục nó làm cho mình cảm thấy đau khổ. Và với cái chuyện đó thì anh lại đi tìm. Và thật ra rất là vui và rất là may mắn là cả hai cái công việc cuộc sống nó đều đi đến một cái thực hành. Đối với trường hợp của anh đó là thực hành tỉnh thức. Thì bằng cái việc thực hành tỉnh thức để mình có thể nhận biết được ok, ý định của anh là như vậy, đúng không ạ? Và anh từ cái ý định đó anh chuyển tải nó thành hành vi, đúng không? Ý nghĩ của anh là như vậy, ý định tốt của anh như vậy, xong rồi anh chuyển tải thành hành vi. Và cái hành vi đó, đó thì nó được tiếp nhận, nó thông qua một cái môi trường nhất định, nó được tiếp nhận bởi những người tiếp nhận, có thể là người thân của anh hoặc là những bạn nhân viên làm việc cùng với anh. Họ diễn giải nó thành một cái thực tại khác. Yeah. Và khi mà họ diễn giải thành một thực tại khác như vậy thì họ sẽ, tại vì họ có những cái niềm tin nhất định, họ có những trải nghiệm nhất định, họ không có giống mình. Cho nên là họ thấy ê, nó khác nhau nha, nó rất là khác với cái ý định ban đầu của mình. Thì bằng cái việc thực hành tỉnh thức á, thì anh dần anh nhận biết được cái chuyện đó, anh tách nó ra được là ok, cái suy nghĩ của bạn như thế dẫn đến bạn hành xử như vậy. Xong rồi khi mà người ta tiếp nhận và người ta phản ứng lại, thì mình có thể tách ra được, mình gỡ ra được và mình nhìn thấy nó rất rõ ràng từng lớp một. Và cái việc đó thì khi mình hiểu được như vậy, mình nhận biết được như vậy thì nó giúp cho mình hiểu ok, có một cái sự khác biệt giữa, thậm chí nha, ý định của mình là A nhưng mà mình nói có thể là B cũng nên, nếu mình không tỉnh thức. Tại cái thời điểm mà bạn gặp thách thức, ví dụ về cá nhân, về những cái mối quan hệ cá nhân cũng như là về trong cái công việc, thì tại cái thời điểm đấy, lúc đấy anh nghĩ cái gì? Tại sao anh không đi tìm coaching? Tại sao anh không đi tìm mentoring mà anh lại biết là cái bạn Mindful này nè, nó lại giúp mình? Đây em đang tò mò cái khoảnh khắc đấy, có cái người thầy hay là cái cuốn sách hay là cái điều gì mà nó khiến cho anh cảm thấy đây là cái phương pháp nó giúp đỡ cho mình? Trong cái lúc mà anh gặp vấn đề trong cuộc sống cá nhân á, thì thật ra anh có sử dụng coaching chứ phải không? Anh có sử dụng coaching để anh đưa vào trong cái tình huống đó để anh xử lý. Thì cái phản ứng anh nhận được là gì nè? Du học coaching, du học kỹ năng mềm, xong rồi du lấy những kỹ thuật đó để du áp dụng, đúng không? Thì cái đối phương họ coi cái trường hợp đó nó là kỹ thuật. Có nghĩa anh đang giống như chơi chiêu với tôi đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Họ đang diễn dịch nó là giống như anh đang chơi chiêu với tôi. Thì thật ra cái điều đó làm cho anh cảm thấy lại tiếp tục bị tổn thương. Và mình nhận biết được cái sự tổn thương đó của mình. Dạ. Đúng không? Thì khi mà tiếp xúc với tỉnh thức thì anh hiểu được cái how, cái làm thế nào. Thật ra cái ý định của mình không hề sai. Rất là tốt, là thật ra mình muốn hàn gắn cái mối quan hệ. Mình muốn cái mối quan hệ của mình nó tốt đẹp hơn, nó vui vẻ hơn và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và mình đã không biết một cái cách phù hợp với đối phương của mình. Okay. Và thực hành tỉnh thức nó giúp cho anh có được cái chuyện đấy. Hồi nãy không có hỏi là một cái cuốn sách nào nó giúp được cho anh nhiều. Thì
cái lúc đó thì học coaching cũng 5-7 năm rồi chứ không phải không? Anh học thực hành coaching. Em gặp anh Thọ lần đầu khi anh học cái lớp coaching nhỉ? Cái thời đấy đúng là 2012 đúng không? 2012. Anh Thọ học, em nhớ học khóa 1 rất là sớm, đúng rồi, rất là sớm, khóa 2 rất là sớm. Thì mình xài rồi mình cũng áp dụng những kỹ thuật của Tony Robbins rồi ABCD các loại và nó không có hiệu quả. Ok. Trường hợp của anh á, lúc đó nha. Còn bây giờ khi mà coi lại á, thì mình áp dụng cả 2-3 thứ gom lại á, thì nó ra một cái phương pháp mà anh nghĩ là nó khá là hiệu quả. Thì cái cuốn sách mà và cái tác giả mà giúp được anh nhiều nhất á, là những cuốn sách có thành tích nhất hạng. Tại vì lúc đó trong lòng của anh nó rối bời, nó rất là đau khổ với những cái chuyện đó. Mình có một cái ý định rất tốt, mình thực hành những chuyện mình đã thực hành, mình cố gắng hết sức rồi mà nó không có ra. Trong lòng mình rối bời. Thì những cuốn sách thí dụ là Tĩnh Lặng nè, An Lạc Từng Bước Chân nè, của thầy Nhất Hạnh, thì thầy chia sẻ những cái kỹ thuật nó nhỏ nhỏ thôi. Nó không phải là cái định nghĩa tỉnh thức rõ ràng giống như mình vừa trao đổi nãy giờ. Có điều là từng bước một tích lũy. Thì gần như là anh đã có một cái bộ sưu tập của những cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Hồi xưa em đọc sách của thầy Nhất Hạnh em không hiểu gì á. Okay. Anh đọc Tony rất là wow. Và đối với em là em vẫn là học Tony từ xưa đến giờ, vẫn là cái người thầy truyền cảm hứng nha. Nên đến bây giờ trong nhà em đầy sách của thầy Thích Như Hạnh, ví dụ như là Tĩnh Lặng rồi Đường Xưa Mây Trắng, tất cả những bộ sách thì em thấy là nó có rất là nhiều cái thứ giao thoa về coaching với Michael. Chẳng qua là mỗi người giống như anh em mình sẽ chạm ở một cái hành trình nào đó trong cái cuộc đời. Gần đây á, hay có cái từ gọi mindful leader, góc nhìn của anh, cái mindfulness nó giúp gì cho leader trong cái cuộc sống của họ, trong việc là lãnh đạo? Có khá là nhiều những cái nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ở bên Mỹ và châu Âu á, bên phương Tây á, họ tìm hiểu xem là lợi ích của việc thực hành tỉnh thức là cái gì. Thì túm lại, thực hành tỉnh thức nó theo kết luận của họ ha, thì nó sẽ giúp cho mình tăng cái trí tuệ cảm xúc của mình lên. Thật là may mắn là đó là một cái loại trí tuệ mà mình có thể cải thiện được bằng việc thực hành. Thì bằng cái việc mà mình có trí tuệ cảm xúc cao á, thì về cơ bản nó giúp cho mình, thứ nhất là mình trở nên hạnh phúc hơn. Tí nữa anh sẽ giải thích tại sao như thế. Nó giúp cho mình trở thành một người lãnh đạo hiệu quả hơn, xuất sắc hơn. Và mình có được cái performance cá nhân á, cái thành tích cá nhân nó tốt hơn. Thì có ba cái lợi ích của việc thực hành tỉnh thức là như thế, một cách gọi là gián tiếp. Còn trực tiếp là thực hành tỉnh thức thì nó giúp mình tăng cái trí tuệ cảm xúc của mình lên. Bây giờ mình nói về lãnh đạo tỉnh thức. Thì anh vẫn rất là thích thường gọi là phân tích chữ nghĩa. Lãnh đạo tỉnh thức ở đây á, thì mình thấy là cái việc quan trọng nhất là lãnh đạo. Đúng không ạ? Anh làm lãnh đạo thì đầu tiên quan trọng nhất là anh lãnh đạo. Xong rồi mới đến anh lãnh đạo như thế nào. Thì cái như thế nào đó đó là cái phương pháp, cái cách. Thì cái cách đó là lãnh đạo một cách tỉnh thức. Mình chia ra làm hai vế như vậy để mình cùng trao đổi, nó sẽ dễ hơn. Thì tỉnh thức thì nãy giờ mình nói rồi, đúng không ạ? Tỉnh thức là cái việc mà mình nhận biết rất là rõ ràng trong cái từng cái tình huống lãnh đạo của mình. Thì tình huống lãnh đạo của mình thì có ai chổng? Thứ nhất là chắc chắn là có mình ở chổng rồi. Thì mình nhận biết ở tâm trí mình, ở những gì diễn ra trong tâm trí, trong cơ thể và cái môi trường xung quanh. Thì môi trường xung quanh của mình có ai? Thứ nhất là có rất là nhiều stakeholder ha, nhiều bên liên quan. Một là những người nhân viên mà mình dẫn dắt. Hai là cái công cuộc kinh doanh của công ty của mình, đúng không ạ? Và thứ ba là những cái đối tác kinh doanh xung quanh, bao gồm cơ quan thuế, nhà nước, những cơ quan hữu quan, những cái đối tác mình nhận biết rõ cái mối quan hệ của mình ở bên trong mình như thế nào. Và khi mà tiếp xúc với họ thì cái việc tiếp xúc đó nó dẫn đến cái chuyện là mình có những phản ứng gì ở bên trong mình và ngược lại. Cái tiếp xúc của mình với đối tác thì giúp hoặc là làm cho họ cảm nhận cái gì ở bên trong của họ, đúng không? Thì đó là cái tỉnh thức trong cái bối cảnh lãnh đạo. Thì bây giờ nói về lãnh đạo đi. Thì anh nghĩ là có khá là nhiều trường phái, kiểu cách lãnh đạo khác nhau. Thì có những người lãnh đạo theo kiểu là ok, ra lệnh. Ok,
tôi yêu cầu anh chị làm thế này, xin mời anh chị cứ làm theo. Câu hỏi là cái cách lãnh đạo như vậy có hiệu quả không? Thì anh nghĩ theo anh thì không. Nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta quan sát trên thực tế thì cũng có rất là nhiều tình trường hợp người ta lãnh đạo theo kiểu đó và nó dẫn dắt được cái công ty của họ đi đến một cái thành công nhất định. Lãnh đạo thứ hai đó là lãnh đạo, anh thì anh rất là thích cái triết lý gọi là lãnh đạo phục vụ. Có nghĩa là gì? Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phục vụ đội nhóm của mình, phục vụ những bên liên quan để giúp cho họ xử lý tốt công việc của họ, giải quyết công việc của họ thiệt là tốt. Và đâu đó lãnh đạo as coach, leader as coach, lãnh đạo như là một người khai vấn, giúp cho những người nhân viên của mình họ tỏa sáng. Họ tỏa sáng bằng cách nào? Bằng cách là khơi gợi để họ phát triển tiềm năng của họ một cách tốt nhất. Thì anh nghĩ là cái trường phái lãnh đạo, cái cách lãnh đạo đó là cách mà anh hướng về, anh muốn, anh đang áp dụng bản thân mình trong trường hợp đó và anh vẫn đang muốn dẫn dắt cái bản thân mình theo cái hướng đó. Như vậy thì lãnh đạo tỉnh thức á, nó sẽ là cái việc dẫn dắt đội ngũ của mình, dẫn dắt cái công cuộc kinh doanh của công ty mình, của cái tổ chức của mình theo một cái hướng rất là tỉnh thức. Có nghĩa là mình áp dụng hai cái tâm thế tử tế và hiếu kỳ và mình nhận biết rõ mọi thứ đang diễn ra. Khi mindful leader thì nó sẽ có những cái skill cụ thể. Đó là những cái kỹ năng gì? Đối với anh rèn luyện nó như thế nào? Lãnh đạo tỉnh thức thì anh thấy là cái mô hình thực hành tỉnh thức để mình có được trí tuệ cảm xúc thì mình sẽ lãnh đạo một cách tỉnh thức nó thuận lợi hơn. Thì như vậy á, những cái kỹ năng để mà mình có thể lãnh đạo tỉnh thức là những cái năng lực ở trong cái khung năng lực mà Dan Goleman á, ổng xác định ra ở trong cái khung gọi là trí tuệ cảm xúc của ổng. Thì nó sẽ có bốn cái năng lực chính ở đây. Một là tự nhận thức. Để tự nhận thức á, thì mình cần thực hành tỉnh thức. Đối với mỗi người mình sẽ thấy là gì? Mình biết cái gì đang diễn ra bên trong mình. Ở trong tâm trí mình, trên cơ thể mình và môi trường xung quanh. Thì rõ ràng mình nhận thức rất là tốt. Đúng không? Đấy, em muốn hỏi rõ sâu một câu này. Anna nói là một trong bốn cái khung, đúng không, quadrant của Daniel Goleman, đó là self awareness, tự nhận thức. Tự nhận thức thì phải có cái sự tỉnh thức. Đúng rồi. Tỉnh thức ở đây nó là động từ hay nó là danh từ? Tỉnh thức ở đây nó là động từ. Ok. Làm gì? Bản thân nó là một danh từ hay là làm gì để có tỉnh thức, đúng không? Anna nói là tự nhận thức thì phải có tỉnh thức. Cụ đúng thể rồi. Là phải làm gì để có cái sự tỉnh thức? Đúng đấy rồi. Là cái đang quy về mặt hành vi. Như vậy thì tỉnh thức á, nó là cái sự, nó là nhận biết. Nếu nói về động từ, đúng không ạ? Thì tỉnh thức là nhận biết những gì đang diễn ra. Ok. Rất rõ ràng. Trong giây phút hiện tại. Chứ mình không phải là mình nhận biết những gì đang diễn ra ở 3 ngày trước, 5 ngày trước của sự cố nào xảy ra. Và nếu mà giả sử nha, tâm trí mình có nghĩ về cái điều đang diễn ra, đã diễn ra đi 3 ngày trước, 5 ngày trước, thì có phải là mình không tỉnh thức không? Chưa chắc. Có thể là mình vẫn đang tỉnh thức khi mà mình đang cố tình á, mình ngẫm lại. Thì lúc đó những gì đã diễn ra 3 ngày trước, 5 ngày trước, nó là một cái đối tượng của cái suy nghĩ của mình. Mình nhận biết cái đối tượng suy nghĩ trong giây phút hiện tại. Thì đó là mình đang thực hành tỉnh thức. Không có nghĩa rằng là mọi thứ phải là ngay bây giờ. Ủa, tôi đang suy nghĩ mà. Thì tôi nhận biết là tôi đang suy nghĩ. Tỉnh thức là một động từ. Chúng ta đang nói là trong trường hợp này, tỉnh thức là một động từ. Thì nó là cái việc nhận biết, là việc mình nhận biết những gì đang diễn ra. Thì để thực hành chuyện đó, có rất là nhiều cái cách thực hành tỉnh thức. Mà cái mindfulness practice, cái thực hành tỉnh thức mà thông thường và dễ dàng nhất là mình nhận biết cái hơi thở của mình. Tại vì đó là cái mà ai cũng có. Hoặc là mình nhận biết cái việc mình bước đi từng bước, mình cảm nhận từng bước mình đi, cái cảm giác mình đang có trên cơ thể của mình trong cái lúc mà mình đang bước đi. Hoặc là mình uống một ly nước thì mình cầm lên, mình nhận biết là mình đang cầm lên. Mình đưa cái ly nước vô miệng thì mình nhận biết là mình đang đưa ly nước vô miệng. Mình uống một ngụm thì mình nhận biết rằng là nước nó đã chạm vào trong cái lưỡi và cái miệng của mình như thế nào, cái hương như thế nào, cái vị như thế nào, mình nhận biết. Thì đó cũng là thực hành tỉnh thức. Thế ví dụ, thế cái uống nước bình thường với cái uống nước tỉnh thức thì nó khác nhau cái gì? Ví dụ như là ok, tôi uống một ngụm
tôi tỉnh thức, tôi đang quan sát cái nước nó flow, nó đi trong cái cơ thể. Thì thực sự về mặt tâm trí hay về mặt cảm xúc thì nó thực sự giúp cái gì hả? Thứ nhất á, cái việc mà mình nhận biết rõ ràng cái việc mình uống nước gì, uống như thế nào, cảm nhận ra làm sao á, thì rõ ràng nó giúp cho mình sâu sắc hơn, cảm nhận sâu sắc hơn cái đối tượng mà mình đang tiếp nhận vào. Đó là điều số 1. Điều số 2 á, là nó giúp mình tạo thành một thói quen tỉnh thức. Có rất là nhiều người á, trong cái quá trình mà anh chia sẻ về cái việc là làm sao để mà mình quản trị cảm xúc của mình tốt á. Quản trị cảm xúc tốt thì nó bao gồm hai phần. Một là cái biến cố nó xảy ra, sự cố nó xảy ra với mình thì mình phản ứng lại, mình xuồng lông nhím lên hoặc là mình la hét. Và trong trường hợp mình xuồng nhím hoặc la hét, có những tình huống mình bị hố và sau đó mình hối hận. Thì họ hỏi là làm sao để mà em có thể dừng lại đúng lúc, đúng không? Em nhận biết và em dừng lại đúng lúc. Thì đó, bằng cái việc thực hành như vậy, mình nhận biết từng mỗi lúc, mỗi nơi để gì? Nó tạo thành thói quen. À, em thích cái từ thói quen thì thích. Nó tạo thành một cái thói quen nhận biết. Và cái việc nhận biết đó, đó, nói về khoa học não bộ thì những cái neuron thần kinh ở trong não của mình nó kết nối với nhau chặt chẽ. Và đến cái lúc mình cần thì mình có để mình xài. Một cái metaphor, hình ảnh ẩn dụ mà anh rất là thường thích đó là các cái neuron thần kinh của mình nó giống như là cơ bắp của mình vậy. Nếu bây giờ anh không có tập gym mà kêu anh nâng một cục tạ 30 kg thì chắc chắn là anh không nâng được. Vậy thì câu hỏi đặt ra là anh có thể nâng được cục tạ 30 kg hay không? Câu trả lời là có, thì với là điều có. Kiện đúng rồi, mình kích hoạt cái cơ đấy. Đúng rồi. Thì cũng giống như vậy, đối với cái việc là trong trường hợp mà tôi đi ra ngoài đường, tôi chạy xe rất là đàng hoàng và đến đèn xanh nữa tôi dừng lại, có một cái bạn đi xe máy tông vào xe tôi và chửi tôi, thì lúc đó làm sao để mình bình tĩnh đủ để mình không có xù lông nhím lên lại với họ, đúng không ạ? Mà mình nhận biết và mình xử lý một cách tử tế và hiếu kỳ, thì cái neuron thần kinh của mình nó phải mạnh mẽ đủ để lúc đó mình hít vào một hơi, mình nhận biết là ok, đây là có một cái tác nhân kích thích nè. Trong 1-2 giây mình có thể chạy được rất là nhiều thông tin nè. Nếu mình hành xử, mình xù lông nhím lên, mình chửi bới, mình la hét, thì một là hình ảnh cá nhân mình như thế nào, hai là có thể cái anh chàng tông mình á, ảnh là dân anh chị chẳng hạn, ảnh có thể rút dao ra, ảnh xử lý mình, thì lúc đó cái hậu quả nó rất là thảm khốc. Nếu mình không thực hành liên tục, thường xuyên, thì đến lúc cần mình không có. Để mình lấy để mình xài. Thì lý do là như vậy đó. Nó rất là thú vị ở góc độ gọi là neuroscience, khoa học, giống như là thực hành thói quen, tỉnh thức để nó giống như nó kích hoạt những cái neuron, đúng những rồi, cái sợi dây liên lạc. Nó kết nối nhau chặt hơn. Anh nhớ 5 năm trước anh có nói cái từ là mình thực hành để một khi mình có cái trigger, cái tác nhân kích thích, đúng rồi, thì mình có cái khoảng dừng thần thánh. Đúng rồi. Em vẫn nhớ cái từ đấy. Rất là chính xác. Nếu mà mình không có thực hành từ những cái nhỏ, đúng không, thì đôi khi mình không biết khi nào mình có thể kích hoạt được. Đúng rồi. Không có muốn quay lại một chút xíu, hồi nãy mình đang nói về thực hành tỉnh thức thì mình chỉ đang mới dừng lại ở cái tự nhận thức thôi. Self-awareness. Ok, còn 3 ô nữa mà. Còn 3 cái thứ nữa. Thật ra anh nghĩ nha, nó không có nên là 3 ô đâu. Cái self-awareness nó nên chia làm 4 cái lớp, 4 cái tầng, hơn là 3 là 4 ô theo cái hình vuông. Dạ. Và cái tầng đầu tiên á, nền tảng nhất á, nó là tự nhận thức. Dạ. Tại vì không có tự nhận thức thì không có những thứ kia. Cái thứ hai á, nó là tự quản trị. Mình cần học cách để mình regulate, quản trị cái cảm xúc của mình. Thật ra quản trị ở đây á, quản trị cảm xúc, quản trị suy nghĩ. Cái từ mà em thấy em thích hơn, mọi người hay hỏi thầy ơi hay là gì, làm nào em kiểm soát cảm xúc. Vấn đề nó không phải là kiểm soát. Em nghĩ cái từ mà nó chính xác để điều tiết hoặc chuyển đúng hóa rồi, cái cảm xúc rồi, thì nó chính rồi, xác hơn. Đúng rồi. Kiểm soát ở đây có nghĩa nhiều hàng giận nhưng mà trong lòng vẫn rất là giận, nhưng mà đúng cố rồi, gắng tỏ vẻ đúng rồi, là tôi vui, nhưng mà đấy là không thật với chính mình. Anh rất là thích cái điều con vừa mới nói, bởi vì thông thường khi mà nói về quản trị cảm xúc á, thì anh thường lấy một cái ví dụ là bản thân mỗi người mình á, nó giống như một con thuyền đi ở trên biển vậy. Yeah. Đúng không ạ? Thì những cảm xúc mạnh nó xảy ra là lúc nào? Lúc con thuyền nó gặp những cái vần đá, gành đá.
Thì bây giờ nếu mà Du nói rằng là Du phản ứng mạnh hoặc là Du kiềm chế nó, thì giống như là Du đang lấy cái thuyền đó Du đập vô trong cái vách đá vậy. Như vậy thì ai tan nát, ai vỡ, đúng không? Dạ. Và cái cách mình nên làm là mình, tiếng Anh nó gọi là navigate đó, điều hướng. Dạ. Mình cần điều hướng cái cảm xúc của mình làm sao đó để mà nó vừa tốt cho mình, vừa tốt cho những cái đối tượng xung quanh. Thì cái chữ gọi là chuyển hóa, cái chữ điều hướng, anh thấy nó đều hay. Dạ. Và cái chữ chuyển hóa thì anh có một ví dụ khác là như vậy. Mỗi người mình ha, ở bên trong mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, mọi thứ nó trộn lại với nhau, nó thành một cái chảo đi. Mình lấy ví dụ nó là một cái chảo, trộn nhiều thứ lại với nhau. Thì công hình dung là nếu đó là một cái chảo dầu đang sôi ở bên trong mình á, nếu nó là một chảo dầu đang sôi, bởi vì sao? Bởi vì mình dồn nén đó mà. Tất cả mọi thứ mình cố gắng mình thể hiện bên ngoài rất là đẹp đẽ, và mình dồn nén ở bên trong của mình, lúc nào mình cũng sẵn sàng mình nổ. Yeah. Thì mình giống như là một cái chảo dầu, và khi mà một cái chảo dầu đang sôi á, công chỉ cần rót một vài giọt nước thôi, nước nó rất là bình thản, nó không có tội tình gì cả, rót vào thì sao, nó sẽ bung bét lên. Thì bây giờ chuyển hóa nó là gì? Chuyển hóa như là, thứ nhất là mình để chuyển hóa được cái chảo dầu sôi này thì mình làm gì? Thứ nhất là mình nhận biết chảo dầu đang sôi, ở bên trong mình đang chảo dầu đang sôi. Xong rồi á, mình sẽ làm nguội nó xuống, mình cool down nó trước. Xong rồi mình chuyển nó, mình thay cái chảo dầu bằng cái chảo nước. Thì có nhiều cái bước như vậy, và anh rất là thích cái chữ chuyển hóa. Bởi vì cái hình tượng rất là dễ, và nếu mà mình để ý, không để ý, không sẽ thấy là những người mà hay xù lông nhím lên á, thường là như vậy, vì ở bên trong của họ đang có rất là nhiều vấn đề. Thì đó là cái thứ hai mà nói về quản trị cảm xúc hoặc là self regulation. Cái thứ ba là empathy, thấu cảm. Mình thực hành để mình thấu cảm với người khác. Tại vì sao? Tại vì mình không có thể sống một mình được, cho nên là mọi thứ mình xong rồi, đúng không? Mình hiểu mình quản trị được mình xong, giờ mình hiểu người khác. Tại mình cần làm việc với người khác mà, mình hiểu họ như thế nào. Thì nếu mình thật sự hiểu họ thì gọi là mình thấu cảm. Mình hiểu xong, mình sử dụng ngôn ngữ để mình thể hiện, thử sử dụng cách mình nói chuyện để mình cho họ thấy là mình hiểu họ thật sự, thì cái đó là thấu cảm. Yeah. Và sau khi thấu cảm xong thì đến cái năng lực lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo tức là mình sử dụng tất cả ba cái năng lực trước để mình đi vào, mình dẫn dắt đội nhóm mình dẫn dắt cái business của mình. Thì anh nghĩ là thực hành tỉnh thức đó, nó bao gồm bốn cái món thực hành đó. Nó rất là thú vị khi bản thân em cũng thấy rất là thích trong cái cách mà nhìn, thay vì để nó thành bốn cái ô vuông, và em thích sắp nó ở cái dạng pyramid, đúng rồi, đúng không? Kim tự tháp và cái nền. Mình hay nói mà mình không hiểu bản thân thì đừng có mong hiểu người khác, đúng không? Sẽ ở awareness, nhưng mà đấy nó sẽ là cái nền trước khi mà mình làm những thứ khác. Nãy giờ nói chuyện rất là lâu rồi. Thế bây giờ anh em mình chuẩn bị bước sang bước thứ hai là bước pha chế, đúng không? Uh-huh. Điều thú vị là anh có thể pha chế theo cái cách mà anh mong muốn, để kiểu hai loại thôi, đá hoặc nóng. Anh sẽ pha chế theo kiểu đá. Ok, rồi. Cho nó mát mát chút. Đa phần những khách mời của em đá. Ok, rồi. Thì nó tượng trưng cho cái khoa học về tạo động lực. Cả những cái thứ mà mình mong đợi trong cuộc sống, có nghĩa là mình thực hiện cái hành động chỉ bởi vì mình muốn hướng tới một cái niềm vui, đúng không? Moving toward pleasure. Hoặc là mình thay đổi là bởi vì nếu mình không thay đổi cũng quá đau, pain. Anh chia sẻ thêm cái hành trình thực hành lãnh đạo tỉnh thức của anh, cũng như thực hành tỉnh thức trong cái cuộc sống thường, thì nó mang lại những cái kết quả gì? Khi mà thực hành cho tới bây giờ thì anh thấy là một trong những cái kết quả là trong những cái tình huống, thí dụ như ngày xưa ha, mình gặp một tình huống khó khăn, có nghĩa là nếu mà mình nói mình sẽ đụng chạm, thì mình rất là ngại, mình không có muốn nói, tại vì mình sợ cái sự đụng chạm. Và bây giờ thì anh có thể nói được một cách rất là rõ ràng, minh bạch, và chẳng mình học được cách để mà mình có thể đem cái vấn đề đó ra, mình chia sẻ và mình cùng nói, mình nói với đối phương là cái vấn đề nó là như vậy, và tôi cảm thấy thế nào về nó.
đúng không? Và tôi mong muốn nó như thế nào. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là anh chị đã góp phần, anh chị đóng góp như vậy nè, trong cái chuyện làm cho cái tình huống nó như vậy. Và tôi không biết là tôi nghĩ đúng hay sai. Anh áp dụng cái tinh thần gọi là hiếu kỳ trong cái tình huống rất là dễ dàng áp dụng. Ngày xưa thì khi mà mình chưa thực hành vậy luôn á, thì mình nghĩ những gì mình nghĩ nó đúng chắc. Mình dán cái điều mà mình nghĩ lên trên cái thực tại và mình tin đó là sự thật. Còn bây giờ anh đã có khả năng, anh nói ok, anh tách ra để anh thấy rằng ok, cái tình huống nó là như vậy, facts and figure nó là như vậy, okay. Và mình đã thấy nó là như vậy. Như vậy thì meaning là mình đã dán một cái ý nghĩa gì của mình lên trên đó. Thì anh thấy được như vậy và anh biết rằng là ok, những gì mình nghĩ có thể không đúng, không đúng với sự thật. Và anh rất là hiếu kỳ để anh bưng cái vấn đề ra, anh nói là ok, đây là cái tôi nghĩ, đây là cái tôi cảm nhận. Và tôi nghĩ là anh chị, tôi đóng phần, tôi góp phần như vậy nè, và anh chị đã góp phần như vậy, và cái tình huống này thì anh chị có thể giúp cho tôi nhìn thấy thử xem là tôi đang nhìn thấy đúng hay không. Thì bằng, anh nghĩ là chỉ bằng cái việc đó thôi thì những người trong cuộc họ sẽ sẵn lòng, rất sẵn lòng, họ mở lòng ra với mình để họ chia sẻ với mình. Và mình cũng rất là tử tế ở chỗ rằng là mình tử tế với mình rằng là ok, mình đau lòng vì cái chuyện đó nó xảy ra, thì mình nói với họ rằng mình nhận biết là mình đang đau lòng, đã là tử tế với mình rồi. Và mình không có dán nhãn người khác, mình không có nói là ok, anh chị đã làm cho tôi đau lòng, cũng là tử tế với họ rồi. Đúng không ạ? Mình cho mình và cho đối phương một cái cơ hội để tìm hiểu sự thật, cái điều gì đang diễn ra, cái ý định của anh chị là gì, cái hành vi của anh chị, từ ý định dẫn đến hành vi và dẫn đến cái impact, cái ảnh hưởng đến tôi và đến anh chị như vậy. Thì anh nghĩ rằng là một trong những cái chuyện rất là, anh tin rằng là rất là hay ho, anh có thể làm được, bây giờ nó là như thế. Anh có thể chia sẻ một cái tình huống cụ thể, có thể trong cuộc sống hay là trong cái công việc. Thí dụ như lúc trước mà anh làm việc với một cái bạn team member nào đó mà bạn không có thực hiện cái công việc như mong đợi, thường là anh sẽ cảm thấy nản. Anh cho bạn cơ hội lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, anh chỉ bảo bạn rất là rõ ràng. Và đến lần thứ ba thì bạn vẫn làm như cái mà bạn nghĩ, thì anh sẽ dán cho bạn một nhãn là ok, bạn này không có năng lực. Anh sẽ lựa chọn cách là thôi, anh không nói gì với bạn nữa. Có nghĩa là làm lơ đó. Đúng rồi, anh sẽ làm lơ. Và anh move on, anh lựa người khác để anh làm. Cái người mà có thể deliver được, làm được cái điều mà mình muốn. Còn bây giờ thì không. Anh biết rằng là cái việc nói với bạn cái điều này nó cũng không có dễ với bạn mà không dễ với mình. Tuy nhiên anh vẫn lựa chọn là anh nói. Anh sẽ mời bạn vào một cái phòng, rồi hai anh em nói chuyện với nhau, xong rồi anh cũng sẽ chia sẻ với bạn. Nói chung là coaching, mình xài những cái kỹ thuật coaching thôi, mình cho bạn feedback và mình nói rằng là ok, dựa vào cái kết quả công việc 1, 2, 3 mà anh đã giao cho em thì cái kết quả nó là như vậy. Đúng không? Facts thôi, em đồng ý không? Thì tại vì facts mà thì thường là bạn sẽ đồng ý, bạn đồng ý chuyện đó. Và sau đó thì anh giải thích cho bạn là ok, và cái standard, cái chuẩn của công việc nó cần là, ví dụ như bạn deliver ABC, chuẩn công việc là XYZ. Thì anh cũng hỏi là ok, cái chuẩn công việc là XYZ em có biết không? Nếu mà bạn chưa biết á, thì anh rất là sẵn lòng, anh ngồi anh chỉ cho bạn biết ok, chuẩn công việc sẽ là XYZ. Và như vậy thì chúng mình cần close cái gap này. Đúng không? Đó là vấn đề về mặt năng lực. Đúng knowledge rồi. Knowledge. Đúng rồi, không có coaching được. Trong trường hợp này thì phải tiếp cho bạn để bạn biết training. Được cái EZ là cái gì, training cho bạn. Bạn chưa biết cái chuẩn mà. Đúng rồi, thì cho bạn cơ hội. Còn bây giờ, giả sử như bạn đã biết EZ rồi, bạn vẫn làm ABC, thì bây giờ anh nói rằng là thực ra cái điều gì làm cho bạn, thì mình cũng coaching, sử dụng kỹ thuật coaching thôi. Điều gì làm cho bạn đi về ABC thay vì là XYZ, thì mình nghe bạn xong thì mình cũng sử dụng again, sử dụng những cái coaching model như là Grow chẳng hạn, để mình đưa đến một cái action plan, một cái kế hoạch hành động mà bạn ấy có thể làm để bạn cải thiện tình hình.
trong cái tình huống cụ thể đó thì anh không có dán nhãn cho bạn cái gì chứ. Anh không nói là anh không thấy em có trách nhiệm. Giả sử bạn bị miss deadline đi, thì nếu mà deadline thứ ba thì thông thường lúc trước mà đó, anh thấy em không có trách nhiệm với công việc. Ủa nhưng mà rất là khác nhau nha. Người ta lỡ 3 lần cái thời hạn nộp báo cáo không có nghĩa là người ta không có trách nhiệm. Nó có n lý do để mình mà lỡ một cái gì đó, đúng không? Cho nên anh bóc tách được rất là rõ là ê, cái gì là cái mình dán nhãn và cái gì là cái sự thật. Wow. Và sau khi mà mình thống nhất như vậy rồi á, thì bạn hiểu là bạn được expect cái gì. Yep. Đó. Thì nó rất là dễ để có một cái action plan và move on. Cái điều anh Thọ, cái tình huống cụ thể vừa rồi Thọ vừa chia sẻ, đó là như anh dùng cái từ là nó là giống như đối đầu với những cái tình huống khó xử, đúng không? Hay là anh dùng cái từ gì nhỉ? Cái từ chính xác anh dùng là xử lý những tình huống khó. Thì em thấy nó đâu đó nó cũng rất là giao thoa, giống như trong coaching nó có cái gọi là confrontational skill. Yeah. Có nghĩa là đây là những cái tình huống mà nó dễ nhất cho mình là phớt lờ nó đi. Ok, anh không giao việc cho em nữa, anh chọn cái thằng B để giao cho nó nhàn hơn, làm theo ý của anh. Nhưng mà rõ ràng là một trong những cái điều mà trong cuộc sống cũng như trong công việc, khi mình nói ra được những cái điều mình kỳ vọng và khi mình nói ra được những điều gì mình nghĩ, thì giống như cái mối quan hệ nó rõ ràng rất là tử tế, giống như theo anh là tử tế đối với bạn, bởi vì mình cho bạn cái đúng cái feedback, đúng và rồi. Nó tử tế đối với mình nữa, để mình không có bị ở mức mất đúng rồi, không bao giờ không nên xuống. Thì thế là nó thay đổi cái mối quan hệ. Em biết là anh đào tạo rất nhiều thế hệ học trò, đúng không? Học về tìm kiếm bên trong bản thân mình, thì anh có thể là kể những cái câu chuyện nào mà thành công của những học trò mà anh cảm thấy là anh cảm thấy là wow, mình đã làm được cái điều gì ý nghĩa khi mình chia sẻ những cái kiến thức của mình. Anh sẽ chia sẻ ba cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là một cái học viên. Ở góc độ đầu tiên là bản thân họ. Họ đã, sau khi học cái chương trình Set and Say Yourself xong á, thì họ đã đối xử tốt hơn với bản thân mình, tử tế hơn với bản thân mình. Thì có một cái chị đó, chỉ là senior manager của một cái công ty trong lĩnh vực tài chính. Chỉ sau khi mà học xong cái lớp SIY 2 ngày ấy, thì đến cái buổi mà chia sẻ sau 28 ngày thực hành ấy, thì chỉ nói rằng là chỉ đã có thể một mình chỉ bước đi trên bờ biển, cảm nhận gió biển và cảm nhận sóng biển, cảm nhận cái hơi biển, và chỉ có thể thư giãn với cái chuyện đó. Và đó là cái chuyện chị chia sẻ rằng đó là chuyện trước giờ chị không bao giờ cho phép mình làm, bởi vì những nỗi sợ bên trong, bởi vì nỗi lo công việc. Thì anh nghĩ đó là một cái chuyện anh cảm thấy anh rất là vui khi mà anh nghe chị ấy chia sẻ điều đó. Bởi vì chị đã có thể tử tế hơn với chính mình, cho mình sống sâu sắc hơn với cái thời gian. Tại vì thật ra rõ ràng thời gian là của chị, cảm nhận là của chị, đúng không? Và với cái việc thực hành tỉnh thức, chị đã có thể tạm gác qua một bên những cái lo toan trong cuộc sống. Câu chuyện thứ hai là ở trong gia đình ha, thì anh này là giám đốc của giám đốc dịch vụ khách hàng của một cái công ty cũng trong lĩnh vực tài chính luôn. Thì anh nói rằng là trước giờ cái mối quan hệ của ảnh với con trai của ảnh nó sẽ là ra lệnh. Và một tuần trước cái lúc mà gặp nhau để chia sẻ sau 28 ngày thực hành của cái lớp Set and Say Yourself ấy, thì anh nói rằng là trước cái thời điểm đó là ảnh chỉ ra lệnh, và nếu ảnh ra lệnh con trai ảnh mà không có thực hiện ấy, thì ảnh sẽ xù lùm nhím lên, ảnh sẽ rất là khó chịu, ảnh sẽ la, ảnh hét con ảnh. Và trước cái buổi gặp nhau một tuần ấy, thì sau khi mà thực hành 28 ngày và cái lớp Set and Say Yourself xong ấy, thì con ảnh đã thực hiện một cái chuyện mà nếu ảnh cái version ảnh của ngày xưa thì ảnh sẽ xù lùm nhím lên. Và ảnh có thể hình dung được là cái mối quan hệ nó trở nên tệ như thế nào, và cái tình huống đó sẽ làm cho ảnh hối hận như thế nào. Cái lúc đó ảnh đã có thể dừng lại, ảnh hít thở, ảnh không có phản ứng giống như là ảnh đã từng phản ứng trước đó. Và ảnh cũng đã tử tế với con ảnh bằng cách rằng là ảnh hỏi con ảnh rằng là điều gì đã diễn ra. Ba nghe con nói rồi, và con nói đi, ba có thể giúp được gì cho con. Và ảnh nói rằng là bằng cái việc đó thì con ảnh lúc đầu tiên nó không nói gì cả, tại vì con nghi ngờ ảnh mà. Trước giờ ba đều đối xử với con rất là xù lùm, con không biết là bây giờ ba có một cái hidden agenda gì.
một cái chiêu gì đây, technique đúng không, một cái chiêu gì đây. Cho nên là bạn ấy đã ngay lúc đó bạn không có nói chia sẻ gì hết, thì anh nói rằng là anh đã có thể để cho anh chàng như vậy. Anh nói rằng là thôi bây giờ con cứ suy nghĩ đi, những gì ba nói xong rồi con suy nghĩ, con cứ relax, khi nào con muốn nói chuyện với ba con kể cho ba nghe, rồi con muốn ba giúp cái gì thì con nói. Thì sau đó 2 ngày thì con ảnh đã come đến với ảnh và chia sẻ cho ảnh cái chuyện gì đã xảy ra. Và ảnh nói một cái điều rất là hay là những gì con ảnh nói á, nó rất là khác với những gì ảnh nghĩ. Thì rõ ràng là bằng cái việc dừng lại ngẫm một chút, cho con của ảnh có một cái khoảng không, thì ảnh đã có thể hiểu con ảnh hơn và xây được cái niềm tin giữa 2-3 con với nhau. Đó, thì đó là một cái ví dụ mà anh nghe xong thì anh cảm thấy rất là xúc động. Còn một cái ví dụ thứ ba nữa là sếp với nhân viên, thì sếp với nhân viên thì cũng giống khá là giống với cái câu chuyện hồi nãy anh có chia sẻ. Thì thường chúng ta, đặc biệt là những người mà ở cái level cao á, thông thường sẽ rất là hướng tới kết quả. Và khi mà mình hướng tới kết quả rồi thì mình quên mất những mối quan hệ. Mình quên rằng là cái mối quan hệ rất quan trọng và cảm xúc của những cái người trong cái mối quan hệ rất là quan trọng. Mình muốn hướng đến kết quả thì cách tốt nhất là mình kích hoạt, giống như Tony Robbins mình chia sẻ là gì, mình biết mình kích hoạt cảm xúc của họ là sao đó, ở trong cái trạng thái để mà họ perform tốt, họ thực hiện công việc tốt. Thì anh đã có thể làm được chuyện đó, thì anh thấy rằng là nó rất là mầu nhiệm. Ok, rất thú vị là anh chia sẻ được những cái tình huống, những ứng dụng vào trong cuộc sống. Mặc dù mình gọi là mindful leader thôi, nhưng mà thực sự là cái định nghĩa của, giống như leader là gì? Leader là không phải là mình phải lead người khác, phải dẫn dắt mình mỗi trước. Người chúng ta là một cái người leader trong chính cái cuộc sống của mình. Bây giờ anh em mình qua phần 3 ha, phần thưởng thức. Bây giờ anh em mình cheers. Cheers cà phê. Các bạn pha cà phê ổn chưa? Cà phê ngon. Gần tiếng đồng hồ rồi thì mới được cà phê đúng không? Thế bình thường anh Thọ thưởng thức cà phê thì anh Thọ hay thưởng thức một mình hay là với những bạn bè? Anh có những lúc thưởng thức cà phê một mình, có những lúc mà thưởng thức cà phê với bạn bè. Có những cái buổi sáng sớm thì anh sẽ thưởng thức cà phê một mình. Đó là những cái lúc mà nó lắng, nó động, để mình có thể quay về mình tiếp xúc với chính mình. Mình cảm nhận cà phê, mình cảm nhận hơi thở, mình cảm nhận cái cơ thể của mình. Và thường thì khi uống cà phê một mình, anh sẽ thực hành thêm một cái bài thực hành về tỉnh thức, đó là mình biết ơn những cái bộ phận trên cơ thể của mình. Mình đem cái sự chú tâm của mình đến, mình cảm nhận cảm giác mình đang có ngay cái lúc mà anh thưởng thức cà phê đó, trên từng phần của cơ thể của mình, thể hiện mình cảm nhận cái lòng biết ơn. Tại vì rõ ràng là nếu mình không biết ơn á thì nói chung là mình đang chưa có tử tế với chính mình. Thì đó là cái lúc mà anh uống một mình. Còn những lúc uống cà phê với bạn bè thì chắc chắn là mình có bạn bè. Xong rồi ra mình muốn chia sẻ với bạn bè mình những cái điều hay ho, và mình những cái ý tưởng, những cái điều mà mình ngộ ra và mình tin rằng là nó hữu ích cho bạn bè của mình, thì bao gồm cả những khía cạnh trong cái việc phát triển bản thân, những vấn đề trong công việc. Đối với anh nhé, đâu là những cái thứ practice hàng ngày hay là hàng tuần của anh đang thực hiện mà anh thấy là nó rất có cái ý nghĩa đối với cuộc sống của anh mà anh đang thực hành, để mọi người có thể lắng nghe, mọi người làm theo giống như em đấy. Thực hành tỉnh thức thì cái thực hành của anh nó sẽ bao gồm 2 phần. Một là một ngày anh dành khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng để anh ngồi thiền để thực hành tỉnh thức. Còn lại thì anh sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để anh đem cái thực hành tỉnh thức vào trong tất cả những hoạt động hàng ngày. Thí dụ như mình bước đi từ chỗ này đến chỗ kia thì mình cảm nhận cái bàn chân của mình chạm mặt đất. Mình cảm nhận những cái chuyển động của cơ thể, mình nhận biết nó. Thí dụ như mình uống nước, uống cà phê thì mình cảm nhận, mình ăn thì mình cũng cảm nhận rõ. Thí dụ như anh nghe ai nói chuyện hoặc là anh nói chuyện với ai thì anh cũng sẽ
thực hành để anh nhận biết một cách gọi là trong cái khóa học của anh có một cái môn, một cái phần thực hành đó gọi là mindful conversation, lắng nghe hoặc là trao đổi tỉnh thức. Thì anh sẽ có xu hướng là anh trao trọn cái món quà của sự lắng nghe cho cái người đối phương, cho đối phương. Dạ. Và lúc đó anh sẽ có xu hướng anh tắt hết những cái suy nghĩ lung tung, những cái suy nghĩ mà anh có trong đầu, để anh tập trung hoàn toàn vào người lắng nghe thôi, cái người mà anh dạ. đang nói. Anh đã nói là nó, mỗi ngày là cái routine là đầu tiên là 30 phút đúng không? Anh dạ. anh có cái khung giờ không? Và đâu là thời gian tốt nhất, hay là cái khung giờ cái cố định khung không? Giờ anh sẽ cố gắng anh làm buổi sáng. Dạ. Buổi sáng. Dạ. Khi mà mình thức dậy thì cái việc đầu tiên là nằm ở trên giường trước nha. Nằm trên giường trước là mình hít vào, mình thở ra 3 hơi, 10 hơi gì đó. Thì thông thường là anh nằm ở trên giường trước, anh cảm nhận là ok, thật ra mình may mình còn thức dậy được một ngày nữa. Mình hít thở, mình cảm nhận cái cơ thể của mình trước. Thì nó có thể là 3 hơi thở, 5 hơi thở, 10 hơi thở, tùy ngày. Xong rồi thì mình vệ sinh xong rồi mình thực hiện cái chuyện ngồi thiền của mình, nó có thể là nửa tiếng hoặc một tiếng. Đấy, cái thú vị là gì? Nó chỉ có 30 phút mỗi ngày. Còn lại là những cái hoạt động nó lồng ghép vào trong tất cả các hoạt động của mình. Đúng chứ rồi. Nó không phải là nó mất nhiều thời gian. Đúng rồi. Thế một số người nhiều cái tôi không thực hành tỉnh thức bởi vì mất thời gian lắm. Tôi đang làm lãnh đạo, tôi bận lắm, tôi đang cơm áo gạo tiền, tôi bận lắm, tôi có nhiều thứ khác. Thế thì đối với những người như muốn chia sẻ cái điều gì đúng không, để mà lá nào để truyền cảm hứng cho mọi người, là anh có mong mọi người thực hành tỉnh thức nhiều hơn đó, để giúp cho họ thế làm thế nào để giúp họ có được cái động lực. Yep. Cái why đúng không, để yep. họ bắt đầu. Mà đối với những người tôi không có thời gian thì yeah. nó sẽ là như nào? Cảm ơn công. Chắc chắn là anh rất là mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, để mọi người dành thời gian thực hành tỉnh thức. Và cái việc thực hành tỉnh thức, anh nghĩ là quay lại cái trường hợp công chia sẻ, là có nhiều người ấy, họ nói là tôi không có thời gian thực hành tỉnh thức. Thì anh nghĩ lý do mà họ nói như vậy ấy, là bởi vì họ có một cái định nghĩa về thực hành tỉnh thức. Okay. Nếu họ có thực hành, họ có định nghĩa đúng rồi ấy, thì khá là đơn giản. Bởi vì sao? Bây giờ chẳng lẽ anh nói anh không có thời gian thở, đúng không ạ? Đó là lý do mà mình nói là thực hành tỉnh thức nó dễ dàng nhất với cái hơi thở của mình đầu tiên. Chỉ đơn giản là gì? Mình cần thở đúng không? Mình ăn mình cũng thở, mình đi mình cũng thở, mình ngồi mình cũng thở, mình làm gì mình cũng thở hết. Thì đầu tiên á, nếu giả sử như mình không có cần tập trung mình xử lý một cái công việc gì đó, thì tạm thời mình đừng để tâm trí nghĩ cái thứ gì khác. Mình đem cái sự chú tâm vào hơi thở thôi. Nhận biết nó đang diễn ra, nó như thế nào, nó dạ. dài hay nó ngắn, nó như thế nào. Dạ. Và rồi mình thực hành tỉnh thức, mình lồng ghép, giống hồi nãy công sử dụng cái chữ rất là hay là lồng ghép. Thì tiếng Anh, tụi anh có một cái chữ nó gọi là integrated dạ. practices. Ừ. Thì mình lồng ghép nó vào trong các hoạt động hàng ngày. Đơn giản là mình bước đi thì mình nhận biết đi mình thôi. Tại vì thật ra anh cũng có thể, anh không biết mọi người sao chứ anh thấy như vậy. Nếu mà mình nghĩ rằng á, lúc mà mình bước đi á, hoặc là lúc mình uống cà phê mình cần phải nghĩ về những dự án á, hoặc là mình làm những chuyện mình multitasking á, mình làm, mình đa nhiệm ấy, anh thấy cái đó nó không có hiệu quả. Mỗi lúc một hoạt động thôi, thật là sâu sắc. Thì cái việc sống tỉnh thức là cái việc sống đơn nhiệm, mỗi thứ một lúc rất hiệu quả. Yeah. Lợi ích của việc thực hành tỉnh thức hồi nãy mình đã nói rồi. Còn nếu mà thí dụ như người ta nói là tôi chưa thấy, tôi chưa tin, thì thật ra anh rất là mong muốn mời họ thực hành thử. Tại vì yeah. cho tới khi mình thử thì mình mới biết được. Có trải nghiệm. Trải nghiệm. Mình sẽ tin. Đúng không ạ? Yeah. Và trải nghiệm này thì nói chung là nó cũng chẳng có độc hại gì. Đảm bảo luôn là nó không độc hại gì hết, và nó chỉ có lợi ích thôi. Dành cho những cái bạn mà đang xem cái chương trình này, anh Thọ có tâm tư tình cảm gì muốn chia sẻ cho những bạn và những anh chị em đang theo dõi những cái câu chuyện như đây? Yep. Một cái điều mà anh muốn chia sẻ với mọi người khi mà xem chương trình đó là mình cần có một cái định nghĩa đúng. Mình hãy tạm gác qua những cái mà mình biết trước giờ về thực hành tỉnh thức, để mình đi tìm một cái định nghĩa cho nó đúng.
từ một cái vị thầy nó đúng, rồi mình hãy tạm thời mình khoan hẳn đánh giá, mình hãy cứ thực hành thử để xem là nó hiệu quả với mình hay không. Cái cách đó nó sẽ tốt nhất cho mình. Và đương nhiên là anh sẽ có một cái tiêu chí, một sẽ chia sẻ với mọi người một cái tiêu chí để biết được rằng là cái gì là cái đúng với mình, đúng không ạ? Và cái gì là cái hiệu quả. Thì cái tiêu chí đó là bằng cái việc thực hành tỉnh thức, khi mà bạn thử thì nếu mà nó giúp cho bạn bình an hơn, nó giúp cho bạn hạnh phúc hơn, nó giúp cho bạn cảm thấy là vui vẻ hơn, công việc bạn tốt hơn, và những người xung quanh bạn nữa, họ sẽ được bạn truyền cảm hứng, lây lan, giúp cho bạn tử tế hơn, hiếu kỳ hơn, kiểm tra xem nó có hiệu quả với mình hay không. Tóm lại đơn giản là hãy cho bản thân bạn cơ hội. Đúng rồi. Trải nghiệm cuộc sống bạn sẽ nó không trở nên tệ đi, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà chắc chắn là không tệ đi. Cái điều tuyệt vời là nếu mà bạn yêu thích nó mang lại cái sự bình an thì đấy là cái điều tuyệt vời. Yes. Yeah. Ok. Rồi. Cảm ơn anh Thọ rất nhiều cho cái buổi trò chuyện này để em đã hiểu sâu thêm về gọi là mindful leader, và đấy thì hy vọng là nó sẽ cũng cái câu chuyện của anh em mình sẽ mang lại những cái giá trị thiết thực cho các cái anh chị em theo dõi chương trình. Rồi, cảm ơn tất cả chúng ta đang theo dõi cái chương trình này, và Công hy vọng cùng với cái sự chia sẻ thực tình của anh Thọ, đúng không? Cái chương trình là những chia sẻ người thật, việc thật, không tập trung vào chia sẻ lý thuyết, mà những cái gì làm mà thay đổi cuộc sống cũng như thay đổi cái hành trình lãnh đạo như áp dụng vào trong doanh nghiệp. Thì đấy là cái mong mỏi mà Công cùng các anh chị em khách mời mong muốn cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại chúng ta trong các số tới nhé. Cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi. Cảm ơn Công. Cảm ơn anh Thọ. Yay!